Chào tất cả các bạn. Hiện tại Lực đang ở một cái công viên rất là đẹp. Công viên này ở trên nhà mình một chút á, tầm khoảng 2,5 cây số á các bạn. Các bạn thấy xung quanh mình nè, đang ở công viên mà giống như là đang ở trong rừng á. Đây Lực rảnh này các bạn, đi dạo công viên rồi sẵn tiện mình quay cho các bạn xem. Hồi trước mình có lên công viên này một lần rồi nè, mà nó tối quá đó, không có quay gì được hết. Nay Lực lên đây Lực đi dạo, quay cho mấy bạn xem luôn. Công viên này đẹp lắm nha các bạn. Bây giờ hiện tại là 3 giờ chiều rồi các bạn, mặt trời vẫn còn nè. Chứ mấy bữa trước mà kiểu như nó lạnh á, là mặt trời nó lạnh sớm lắm. Bây giờ Lực sẽ chỉ ở phía trước cho mấy bạn xem nha. Đây là phía trước đây các bạn, mặt trời rất là đẹp, đang rọi xuống cái một cái đám cây. Ở xung quanh là có tuyết trắng hết các bạn nha. Lực sẽ đi dạo vòng vòng quay cho mấy bạn xem luôn. Đây các bạn nhìn thấy xung quanh này, cây cối nè các bạn. Mấy cây này là trồng lâu năm lắm rồi, to rồi mà. Đó. Trên này có rất là nhiều dấu chân của mấy con cáo rồi của chó rồi các bạn. Nó đi nó dậm này. Các bạn thấy buổi chiều lãng mạn không? Trên này là nhà dân ở nha các bạn. Đây là nhà dân ở đó. Mấy anh mà cũng giàu có mà ở được mấy khu này. Chứ nghèo nghèo khó ở lắm á. Kiểu như cái công viên này nó ở trên một cái đồi á các bạn. Cây cối trồng cũng nhiều. Mà Lực cũng thích những cái công viên như thế này nè. Kiểu như nó hoang dã đó các bạn, nó không có nhân tạo nhiều. Chim đồ nó hót, rất là vui tai các bạn. Hôm nay thời tiết rất là ấm các bạn. Tuyết nó cũng tan dần rồi á, nên là không có lạnh đâu. Bây giờ khoảng cỡ 7-8 độ á. Còn ở phía trước mặt của các bạn này, chỗ cái vùng này các bạn là bắt đầu lên trung tâm thành phố rồi các bạn. Mình là ở ngoài ô. Còn ở phía này á là dưới chỗ khu dân cư ở, rất là cao các bạn. Các bạn thấy công viên này cao chứ không phải thấp đâu các bạn. Các bạn thấy xung quanh người ta trồng cây này nhiều, cây rất là cao. Đây, cái nhà triển lãm gì đây các bạn, chứ hình như là cái viện bảo tàng hay là cái khu triển lãm gì đấy ạ. Chúng chưa vô mà đó là Lực chưa biết. Này, cái đây có cái trụ gì sẽ vui các bạn. Đây này các bạn, có trụ sẽ xây rất là vui á. Khu như là khu triển lãm mỹ thuật hay sao á. À, mình thấy mình đọc được ở phía trước rồi này các bạn. Cái chỗ đây là cái chỗ cái công viên văn hóa của thành phố Kitami các bạn. Hôm nay nắng ấm lắm các bạn ơi, tuyết nó tan nó chảy một phần rồi, cũng đỡ. Mày chỗ này chưa chảy nè các bạn, tuyết còn nha.
mấy con đường dành cho người đi bộ rất đẹp các bạn. Lắc lực xuống lực sẽ quay ở phía dưới này. Đi ở chỗ mấy cái khu cai này thấy giống như là đang ở mấy cái rừng mà ở phía phía Bắc Mỹ hay là ở vùng châu Âu đó các bạn. Nó đẹp. Nắng nắng là nhìn ghiền thiệt các bạn. Này ấm quá mấy bạn ơi. Rất là ấm. Chỗ này mà ở Việt Nam rồi. Có thời gian rồi đi dạo đồ ngon các bạn. Mình ở bên này đi làm hoài, thời gian lâu lâu nó mới có lần. Đây một cái chồi gì đây, sao người ta đỡ ho gì đây mấy bạn, nói chung mình không biết có ai chết gì ở đây không biết. Thôi có đỡ ho này các bạn, thôi đi giờ rồi, giờ Lực đang ở đi phía dưới chỗ cái lòng công viên này các bạn, là chỗ giữa đó, ở chỗ này này người ta đỡ mấy cái bảng là chú ý các bạn, kiểu như là cẩn thận này. Ở trên cái mặt băng nó rất là nguy hiểm mà các bạn, nên là không được dậm lên. Đây này người ta đỡ này các bạn. Đó. Ta đỡ cảnh báo quá các bạn. Bởi vì ở phía dưới này là các bạn biết cái gì không? Phía dưới này á là một cái hồ á các bạn. Dưới này là một cái hồ rất là nguy hiểm, kiểu như là băng nó phủ lên đóng băng mà. Ai mà không khéo mà dậm xuống là phụp bỡ băng phụp lọt dưới các bạn. Chỗ này thì nó có một cái cây rất là đẹp các bạn, kiểu giống như là cây liễu á, giống như trong mấy bộ phim của Trung Quốc á các bạn, mấy cái bờ hồ á. Đây này, sợi sợi thật dài này các bạn. Đây là lúc mà nó ra lá chắc đẹp lắm đó các bạn. Cái này cây liễu nè đó, bạn thấy lá đã dài này các bạn, khô hết rồi nè. Chỗ này là cái nhà gì đây mình cũng không biết nữa. Nhà này thì sao bằng gỗ các bạn. Phía trên thì nó có một cái đồng hồ. Đồng hồ này thì không có chạy nữa, bị hỏng rồi. Nhà này đóng cửa các bạn. Đây là quay cận cảnh cho mấy bạn coi này. Đây là một cái hồ đang đóng băng này nha các bạn. Đó. Hồ đây. Cái hồ này là khi mà trời nắng người ta hay tới đây, người ta câu cá lắm mấy bạn. Cá ở dưới này nhiều lắm. Bên Nhật có nhiều loài thông lắm các bạn. Như trong mấy video mình có quay á, cái cây thông á là cái lá rất là cứng các bạn, nó giống như lá kim vậy á, giống như cây kim mà chọt vô rất là đau. Nhưng mà cái cây này thì không có đau nha các bạn. Có rất là nhiều loại cây này thì tán lá nó ít hơn mấy cây kia và nó suông nó dài các bạn, nó không có gồ ghề như mấy cái cây thông mà lá kim rất là nhọn. Phía bên ngoài này là một cái cầu rồi các bạn. Cái cầu nó bắt chạy qua bên này này, rất là dài các bạn. Lắc nó lực sẽ đi qua chỗ đó. Và cái chỗ này là một cái hồ. Người ta đỡ cái chữ này các bạn, nguy hiểm. Kiken. Nguy hiểm đó các bạn. Đừng có bước xuống nha. Bạn nào mà thử đồ may mắn rồi bước xuống dưới là phập lọt dưới là lên nổi á. Công viên rất là hoang dã các bạn. Các bạn thấy chim sẻ sẻ này ở trước mặt mình này các bạn. Đó, nó đang nhảy này các bạn. Một con sẻ sẻ ở đây. Ở đó nó nhảy đó. Chim ở đây rất là nhiều, rất là dạng các bạn. Bây giờ Lực lên đồi rồi các bạn.
tiếp tục đi dạo. Dạo rồi lên cái cầu rồi đi về luôn. Quay cho mấy bạn xem hết cái công viên. Nắng chiếu xuống tiết rất là đẹp nha các bạn. Bên kia có cặp đôi đang hẹn hò bên kia đây, thôi mình không có đi qua bên kia. Đây cũng có một cái chồi giống tương tự bên kia các bạn. Cái công viên này mình thích nhất một cái là người ta trồng cây nhiều. Và chim nó sống rồi các bạn. Rất là yên bình các bạn. Đường này lên thẳng là đi về các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Hồi nãy là cũng đi quay rồi các bạn. Quay một vòng cái công viên. Thì nó cũng rất là đơn sơ thôi các bạn. Không có người ta không có kiểu như là xây dựng nhiều á các bạn. Công viên này rất là đẹp. Thì yên bình hả? Lực rất là thích các bạn. Thế là Lực rảnh á, Lực lên đây Lực đi dạo nữa. Đây là lần thứ hai Lực đi lên cái công viên này. Do có bữa mình đi lên buổi tối á các bạn, mà nó tối quá nên là không có đi dạo gì được hết. Nên thôi Lực đi về á. Hôm nay rảnh á nên là Lực đi qua bên này. Sẵn tiện Lực quay cho mấy bạn xem luôn. Giờ đi lên trên đường rồi đi về các bạn. Các bạn thấy công viên ở bên Nhật là như thế nào? Cũng đơn sơ thôi các bạn, mà nó kiểu như nó cũng có cái gì đó, nó hoang dã đó. Nay đi dạo không có gặp cáo các bạn, thường thường là đi qua được đi qua hay gặp con cáo chạy lắm. Bây giờ đi về các bạn, về nghỉ ngơi, xong rồi là ông mai có sức đi làm. Này mở hết cái đầu tóc ngắn rồi này các bạn. Đó. Xung quanh cây cối nè các bạn, hoang dã giống như là đang đi trong rừng ở các bạn. Hokkaido là cây cối nhiều lắm. Đây cái phía xa xa đây này các bạn là cái cầu của các bạn. Cầu rất là to nha các bạn. Để quay cho bạn coi nữa rồi đi về. Đây các bạn, đây là phía trước cái đường này. Mình chuẩn bị mình đi về này. Phía này là cái cầu đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái cầu á. Mặt trời rọi rất là đẹp. Còn nãy chỗ đây là cái dốc mà mình ở dưới mình đi lên đây. Đó, còn ở phía bên kia là cái trường công nghệ Kitami. Lực cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video của Lực nha. Thì bây giờ Lực cũng chuẩn bị đi về các bạn. Về nghỉ ngơi rồi ngày mai đi làm nữa. Thì video của Lực cũng quay đơn sơ cái công viên mà nó gần chỗ mình sống. Thì ở bên Nhật Bản có nhiều công viên lắm. Các bạn muốn xem công viên thì Lực quay dài dài cho các bạn xem thôi. Mình rất là thích công viên này các bạn. Kiểu như là nó hoang sơ đó. Thôi bây giờ thì Lực đi về các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc cho các bạn có một ngày vui vẻ, cũng như là một tuần mới làm việc thành công luôn nha. Bye bye, chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.